Hello, welcome back to Mario Kart. Wow, nhìn màn này đẹp đấy. Ui. Wow, cái gì thế này? Ô, sao đẹp thế nhỉ? Đấy là xong. Rơi xuống vực luôn. Vào vòng 2/2 đấy. Đi đường nào, đi đường này, bay lên này. Cái gì? Vòng đua đã kết thúc rồi. Happy Grand. Màn hình nhìn ra thấy khó rồi. Qua được màn này đấy. Nhưng mà không được 3 sao thôi. Ôi giời, qua rồi. Khó thật màn này. Này. Ôi trời ơi, cái màn này trên nào đây? Ơ! Qua! Đây qua rồi! Ảo quá! Qua sau liền! Đây! Ôi trời, cái màn này nữa này! Khó đấy! Chúng ta phải làm cho cái... hai cái chiếc lừa này nó không quay. Nó làm sao nhỉ? Khốn. Đó, chuẩn. Vừa lại ăn. Mình đang ở cái level rất là cao, nó là 424. Cái level này có khủng nữa nè. 425. Căng nhỉ. Đây. Đặt chặn cái đầu này lại. Đây. Bám nó vào đây. Không thể nào nó chạy được. Ui, vẫn bị mất mất. Quá đáng tiếc. Đó đấy nhá. Đây, vẽ về đằng này nữa. Chặn hai đầu lại.
khó. Đây. Bên này không thể đạt 3 sao được. Skip. Đây. Trời ơi, cái màn này còn khó hơn cơ. À, đây đây. Vẽ luôn thế này. Được, 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 được. Nó vẽ thêm cái chum này đấy. Bít vào đây. Đấy. Hay quá. Mình sẽ chơi game My Tom. Đây chính là mèo. Có mini game gì này. Mini game này không hay. Không hay cho lắm. Mèo này. Chúng ta đi chơi mini game này. Bứ vẩn lại top 1 server đấy. Ủa con rắn vàng này. Kìa con rắn vàng. Nó chết toay rồi. Đó, chính là My Tom Fun Red 3D. Ok. Máy à? Ô nhất này. Này có xây nhà. Thế mà chả có âm thanh. Game rất là. Bao thưởng.
Ôi trời, chán không? Okay, chúng ta chơi Zombie Slimy. Đông quá. Nè. Chơi zombie kênh. Oh, mà game. Chơi luôn cái bàn này đi. Canh luôn đây nhé. Con này chạy đâu. Tiếp em. Ui, trên này rất đông. Bẫy này. Con này chơi nhanh nhé. Chúng ta chơi Europa Pop. Đi cái đường này để tránh cái ông cảnh sát này. À đây vẫn còn cửa đây. Ăn được cái này rồi đấy. Chưa. Một job. Chúng ta bị cái bà già phát hiện rồi kìa.
Lingamananum. Bob Thieverino. Snaggeroo. What a cup. Càng về sau sẽ có những cái màn rất là khó. Ôi, còn chục cuốn này. Quá đẳng cấp. Grab a tiếp này, level 28 này.